Dạ rồi, con chào chú nhá. Chú có thể giới thiệu chú tên là gì? Tôi Đinh Văn Đại. Chú Đại quê ở đâu? Quê ở Hải Dương. Dạ. Hôm nay là chú về Bình Dương nhờ giúp đỡ gì đấy chú? Để tìm con. Tìm con. Đúng rồi. Con trai đúng không ạ? Con trai. Sinh năm 2000. Dạ. Vậy là năm nay 24 tuổi. Đúng rồi. Con trai nhà mình sao mà tìm chú? Tức là coi trên mạng thì chơi đa cấp. Con trai nhà mình chơi đa cấp. Chơi đa cấp. Chú có thể chia sẻ cụ thể được không? Tức là đầu tiên là chơi chứng khoán, xong rồi giờ là chơi cả đánh bài. Bài trên mạng ấy. Đánh bài trên mạng. Đúng rồi. Rồi đa cấp là sao chú? Thì cứ đóng tiền vào cho nó thôi, thiếu nợ thôi. Đánh bài đâu phải đa cấp đâu. Thì không, đa cấp là trước nữa, là chưa đa cấp. Chú có thể chia sẻ chi tiết cái sự việc từ ban đầu cho tới thời điểm hiện tại tức như là, thế nào? Tự nhiên thấy thiếu nợ nhiều quá, nó bảo nó nói nó chơi chứng khoán. Chứng khoán? À, dạ. Đã thấy nhiều, mất nhiều rồi. Thế thì cái thời gian dài nghỉ chơi chứng khoán đó, thì bắt đầu là quay ra chơi phải chơi bài, chơi gì này? Ở trên mạng ấy. Tài xỉu hả? Tài xỉu. Tài xỉu. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thế thì bây giờ là không có tiền. Thế thì mới đây mượn xe của bạn gái. Bồ đấy. Xe gì ạ? Xe máy. Mang ra cầm 14 triệu. Trời đất ơi. Cầm ngay Hoàn Ân đây này. Dạ. Yeah. Với lại 9 triệu tiền mặt. Thế thì hôm qua cái người là bạn đấy. Dạ. Yeah. Vào nhà tôi. Dạ. Yeah. Trình bày và đưa cái giấy cầm đồ cho tôi. Thế thì có thằng này ở trên xe, nó muốn xe ngoài đi mà. Dạ. Muốn xe gắt đi mà. Dạ. Thì cái thằng đấy ngồi trên xe, nó chỉ nhà con này. Tức là con trai chú. Đúng rồi. Ngồi trên xe nhưng đúng không rồi. Vào gặp chú. Không vào gặp, nó chỉ nhà cho con này vào. Dạ. Đấy. Thế thì tôi cầm lại cái giấy cầm đồ đó. Tôi dụ nó là để ngày 1, ngày 2, tức là ngày nay, ngày mai. Dạ. Thì tôi với nó là cùng ra đấy, tôi với đứa con gái, con nhỏ đấy. Dạ. Cái ý của tôi là ra đấy để tôi bắt cái con này, dẫn vào phòng trọ nó. Dạ. Để tôi bắt thằng kia. Bắt con trai chú về hả? Đúng rồi. Dạ. Đấy. Là nguyên nhân như thế thôi. Nhưng mà con trai chú chơi đa cấp là chơi sao? Là chú chia sẻ là sao? Tức là nó dẫn đi vay, đi mua trả góp điện thoại này. Vay tiền ngân hàng này, đúng không? Còn vay cái đấy để làm gì không, là tôi không biết. À, gọi là cái này chú chưa xác minh được có phải chơi đa cấp hay không, đúng không? Ờ, thì cái cách đấy thì tôi nói là đã có đoán thôi. À, dự đoán đúng rồi, đoán vậy thôi. Trước giờ là chú trả nợ cho con trai nhiều chưa? Hơi nhiều đấy, 300 mấy rồi. 300 mấy chục triệu. Đúng rồi. Cái số tiền nợ đấy là nợ cái gì ạ? Đấy, thì tôi không biết rõ gì, tôi chỉ biết nó là đa cấp gì thôi. Nhà mình đông con không chú? Có hai đứa. Em này là con thứ mấy? Út. Còn anh chị đầu. Chị đầu. Vậy đây là con trai cưng. Đấy, con trai cưng của ba mẹ. Đúng rồi. À. Tính thời điểm hiện tại bây giờ là con trai là 24 tuổi. Là đúng mới rồi. Có bạn gái. Chưa. Có bạn gái rồi đấy. Chú chia sẻ. Thì giờ đây thì tôi chỉ gọi là bạn thôi. Chứ dạ, chứ. Dạ. Ừ. Con trai của chú là có làm công việc gì không? Hồi xưa thì đi làm công ty. Từ tháng 6 tới giờ. Là nghỉ công ty là đi thế này này. Dạ. À. Và bây giờ là chú không có liên lạc được với con. Không liên lạc được, nó chặn. Nhưng mà nó nhắn tin về xin tiền. Chỉ nhắn tin thôi. Chỉ có. Về hỏi tiền là thiếu nợ. Đấy, rồi kêu thế này thế nọ. Chứ còn người nhà gọi thì không gọi được. Trước kia chú trả nợ cho con thì con có hứa là con sẽ nghỉ chơi. Có chứ, lần nào cũng hứa, nói hay lắm. Nói hay lắm. Ừ. Nói là bố trả cho con đi là con hứa con làm lại. Ừ, lần này cũng thế, đúng rồi. Đấy, còn trong điện thoại chỉ nhắn tin thôi. Và mấy lần mình gửi đó là mình có gặp tận mặt con không, mình đưa không? Không, tài khoản cho nó, chuyển tài khoản. Oh. Không, chuyển tài khoản nó nhận được. Cái này con đang thấy có cái gì đó hơi bị nghi nhá. Tại sao mình không gặp mặt mình đưa tiền mà mình chuyển không khoản? Không gặp được nó. Không chịu gặp hả? Không chịu gặp. Vậy là bao lâu rồi là bản thân chú chưa được gặp con? 7 tháng nay, quên, từ tháng 7. Từ tháng 7 tới giờ chưa thấy mặt con. Đúng rồi. Chỉ nghi nhắn tin. Chỉ nhắn tin. Có gọi điện không ạ?
Không. Vậy cái này lại càng sai nữa rồi. Tại sao mà chú mình không nghe đúng coi đó có phải là giọng của con mình không? À không, nó nhắn tin cái cách nó nói không. Là đúng rồi. Chú phải nghe trực tiếp chú gọi cái... video xem đó có phải con trai nhà mình hay không, hay là người khác đang sử dụng điện thoại đấy. Hay là con trai nhà mình bị ai đó khống chế. Đúng không ạ? Chứ còn nhắn tin thì đôi khi cái tài khoản đấy nhiều người khác nhắn tin, hoặc là có thể là ép buộc con nhà mình nhắn tin thì sao? Chú đang sợ nhất điều gì? Tôi chỉ sợ nhất là đến lúc mà nó thiếu nợ nhiều quá đó, nha. Nó đi ra thì làm bậy làm bại thôi. Sợ nhất cái đó thôi. Con đang nghi ngờ rằng là chưa chắc là phải là con trai nhà mình. Không, nó. Hoặc là sợ rằng con trai nhà mình có ai đó khống chế. Không, khống chế. Hoặc là bạn bè, hoặc là bạn bè chơi với nhau có, chứ không khống chế được thằng này. Tôi khẳng định không chú khẳng định rằng là đó là chính là con trai của chú. Đúng rồi. Trước giờ là con trai nhà mình có ngoan không? Bình thường, nó hiền. Hiền, ngoan hiền. Ừ. Ngoan hiền thì tại sao mà con trai nhà mình lại như thế? Thì bởi vậy tôi không hiểu. Vẫn đi làm bình thường, rất chịu khó. Đi nghiệp vụ về rồi mà. Lính đi bộ đội về rồi. Ừ. Đi 2 năm về rồi mà. Con trai nhà mình ngoan hiền mà lại như thế thì bởi cái điều rất là vô lý đúng không ạ? Đúng rất rồi. Khó hiểu. Đúng rồi. Và thời gian gần nhất, cụ thể là ngày nào con trai nhắn tin về xin tiền tiếp? Ủa, chú một tuần nay, cách đây một tuần. Một tuần là chỉ nhắn tin thôi. Từ xưa này chỉ nhắn tin thôi. Cái thời gian gần đây này con đang hỏi một tuần này này. Một tuần đấy, cách đây một tuần thì con trai kêu chuyển khoản bao nhiêu ạ? Tức là nó nói nó còn thiếu là 21 triệu 400. 21 triệu. Thì tôi gửi 2 lần là đủ. Dặn là mình lấy xe ra trả người ta. Là chú chuyển luôn rồi hả? Ừ, chuyển rồi. Ôi trời đất ơi. Không, nhận được rồi. Nhận nhưng mà khổ lắm. Chú chỉ trên tin nhắn văn bản thôi, chứ chú đâu có xác thực được đó. Đâu có phải chính xác con đúng nhà rồi mình hay không. Xác thực thì chưa. Bây giờ con nói với chú này, nếu lần sau con trai có kêu chuyển nữa, kêu con trai về gặp tận mắt, mình nhìn thấy con trai, mình đưa tiền và hỏi xem con cần tiền đó để làm gì. Chứ còn 7 tháng trời nay chú chỉ nghe là con trai là nhắn tin thôi. Chỉ biết là cái tài khoản nhắn bằng Facebook hay Zalo ạ? Nhắn Zalo. Chỉ bằng Zalo là nhắn tin thôi, chứ đâu có mình có đâu được nghe tiếng con, hay là mình đâu có được thấy mặt con đâu. Đúng rồi. Biết được con như thế nào? À không, cái tiếng như thế này này. Nếu tôi nói luôn cái tiếng, nhận tiếng. Dạ. Thì nó chỉ là nói chuyện mà điện kiểu điện cái gì, điện Zalo cho chị nữa thôi mà không có hình, không hình ảnh như cả. Là tiếng đúng rồi. Chắc ăn đúng không? Chị nó ừ. Thì cái tôi nói luôn là cái tiền này là chị nó gửi. Chú là làm công việc gì? Tôi bị tai nạn đồ ở nhà đâu làm gì. Đấy. Khổ hoa, tới giờ phút này mà con như vậy thì chưa biết như thế nào luôn đúng không? Đúng rồi. Trên cái video này chú có điều gì chú muốn tâm sự, hoặc là chú khuyên con của chú trên cái video này? Tôi lên đây là lần thứ hai. Cái gì tâm sự tôi đã tâm sự rất nhiều rồi. Dạ. Bây giờ tôi chỉ muốn nhờ hiệp sĩ Bình Dương là bắt. Không, chú ạ. Ở đây anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải không có quyền bắt. Không, bắt thì để giao lại để bắt họ tôi giao lại cho tôi. Không được mà chú ạ. Bây giờ tôi biết là cái chỗ mà cái vị trí như thế này để con nói này. Ừ. Anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương làm việc cái gì cũng phải tuân thủ theo luật pháp chú ạ. Bắt là không có quyền để bắt rồi. Bởi vì anh em đâu có chức năng đó đâu. Tại đâu không có quyền, không có chức năng bắt. Mà anh em chỉ giúp là tìm người thân. Ừ. Để xem con chú ở đâu để đến khuyên, có thể là khuyên con của chú về với gia đình thôi. Cũng được. Chứ còn bắt là anh em là chịu thua đó. Như thế này cũng bắt được rồi. Để tôi nói cái chuyện này là bắt được rồi. Bây giờ nó mượn xe tao mang đi cầm là đủ bắt rồi. Nhưng cái đó chú phải báo công an. Đó. Chú phải trình báo cơ quan chức năng công an. Ừ. Và bên cơ quan chức năng công an nhận hồ sơ. Ừ. Thì lúc đó con trai của chú thì anh em chỉ hỗ trợ thôi. Ừ. Còn bắt chỉ có cơ quan chức năng với có thẩm quyền để bắt thôi, chứ còn anh em hiệp sĩ là chỉ giúp là khuyên, tìm kiếm khuyên thôi nhá. Còn trường hợp mà những cái tội phạm mà truy nã thì anh em thì bắt được. Ví dụ có thấy thì tất cả mọi người dân cũng vậy mà, thấy tội phạm truy nã hoặc tội phạm lẩn trốn như thế nào thì anh em có thể trình báo công an hoặc có thể là bắt. Rồi. Nha. Thì chú có cái điều nào, cái tình cảm của người cha dành cho cái người con, khuyên con đi. Những cái gì tôi khuyên lâu rồi, tôi khuyên hết rồi. Nên lần thứ hai rồi. Vậy là tức bây giờ nhiều cái rồi, cứ nhắn tin cũng thế thôi. Bây giờ là cạn lời rồi đúng không? Cạn lời, đúng này. Cạn lời. Hết. Hy vọng rằng con trai của chú tuổi đời 24 trưởng thành rồi, nhìn nhận được vấn đề rồi. Vậy tôi không biết thế. Xuất thân từ một gia đình nhà nông. Đúng không ạ? Đúng rồi.
Và quê gốc thì ở Hải Dương, nhưng mà hiện tại bây giờ chú đang ở Bình Dương đúng không ạ? Tôi đang ở phường Bình Hòa, Thuận An. Là Bình Dương. Đúng rồi. Để vào đây để mưu sinh lập nghiệp. Đúng rồi. Đồng tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ làm ra thật sự rất là cực, rất là vất vả. Đúng rồi. Mà tới giờ phút này thì con cứ làm điều như vậy thì thật sự cha mẹ rất buồn. Đúng rồi. Thì hy vọng rằng con trai của chú cảm nhận được, suy nghĩ lại, nhìn nhận vấn đề đâu là đúng, đâu là sai. Đúng rồi. Sai thì sửa. Bởi vì là con người không có ai là hoàn hảo hoàn thiện hết. Quan trọng là mình biết sai, mình biết quay đầu, mình biết làm lại, mình biết sửa chữa. Đó mới là cái điều mà đáng quý. Đúng rồi. Thì hy vọng con trai sẽ của chú sẽ quay trở về một ngày gần nhất để mà ngồi lại chuyện trò với ba. Có khó khăn khúc mắc thì gia đình sẽ là người tháo gỡ. Đúng rồi. Nhưng quan trọng vẫn là biết là quay lại, làm lại từ đầu. Đúng rồi. Dạ thưa cô chú anh chị, thì thật sự đây là một câu chuyện rất buồn. Rất hy vọng rằng cô chú anh chị xem video này có thấy em trai trong hình ở đâu thì báo tin về với anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải khuyên em trai này quay trở về đoàn tụ với gia đình. Thì hôm nay cái sự việc của chú thì anh em đã ghi nhận, cố gắng hết sức để giúp chú tìm được cái tin tức manh mối về con trai của chú. Thì hôm nay chú về đây chia sẻ câu chuyện có đúng với sự thật không? Đúng sự thật, cái gì sai tôi chịu hết pháp luật. Dạ. Chú có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con mình không? Đồng ý. Tôi muốn đăng cho hai cái số điện thoại này lên đó này. Số điện thoại là sao chú? Số điện thoại của hiệp sĩ và số điện thoại của tôi. Chú cứ đọc đi. Số điện thoại của hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải là 0913785855 hoặc tôi là bố 0987658114. Dạ. Thì cô chú anh chị nếu mà biết được cái tin tức của con trai của chú thì cứ liên lạc với số của chú vừa đọc qua. Để chú hy vọng rằng là con trai sớm về để gặp gia đình, để gia đình ngồi lại chuyện trò với nhau, tháo gỡ khúc mắc để giúp cho con trai có thể là quay đầu là bờ. Đúng rồi. Dạ rồi thì cuối video thì con chúc chú nhiều sức khỏe và cái điều đặc biệt là con trai của chú sớm quay trở về một ngày gần nhất. Và xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị cộng đồng mạng đã quan tâm chia sẻ và lắng nghe hết video này. Em xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Cảm ơn.